Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một siêu phẩm, đó là máy cưa bê tông. Quan trọng nhất là cái xích của nó. Xích của nó có hạt kim cương, hạt đa để cắt sắt, cắt bê tông rất là ngọt. Có thể loại này có thể là cắt được 700 mét. Một lưỡi cưa này có thể cắt được 700 mét. Mới nhập về công nghệ của Mỹ, nhập về Việt Nam để cho các anh em thợ để sử dụng. Cái này là công suất của nó là 6.050W. 6.500W. Đấy. Bên em đã cắt loại này cho mọi người xem này. Đấy. Cắt ra. Sắt này. Sắt này. Đấy, cắt này. Đập ra này. Cắt sắt này. Cắt sắt ra như thế này. Máy cắt bê tông như thế này thì mọi người mua ở Bắc, Trung, Nam, Hà Nội, Sài Gòn bên em đều có hết. Cho các anh thợ làm rất là nhanh, tiết kiệm nhân công. Cắt rất là tốt. Đấy, cắt sắt thì nó hơi lâu một chút, còn cắt bê tông, cắt tường thì rất là nhanh, cắt rất là ngọt. Bây giờ bên em sẽ cắt cho các anh chị xem. Thank you.